Tiểu sử của Thiền sư Dasira Narada. Thiền sư Dasira Narada sinh ngày 24 tháng 10 năm 1846 tại thành phố Colombo của Sri Lanka, trong một gia đình tri thức vô cùng danh giá. Cha của ông là Ajita Narada, người Sri Lanka mang dòng máu của dòng họ Bombay Hills Đài Các. Sri Lanka là một đảo quốc với đa số dân chúng ở đây đều theo Phật giáo ở Nam Á. Quốc gia này nằm ở Ấn Độ Dương, cách khoảng 33 dặm ngoài khơi bờ biển thuộc bang Tamil Nadu, nằm ở phía nam Ấn Độ. Khi lớn lên, Thiền sư Dasira Narada du học tại Ấn Độ và đã đậu bằng tiến sĩ triết học. Rồi ông đã trở thành một quan chức ngoại giao. Một số tài liệu lại ghi ông trở thành quan chức y tế với một chức vụ khá cao và được bảo vệ nghiêm ngặt như những nhân vật quan trọng khác của chính phủ Ấn Độ. Mẹ của Thiền sư là người Tích Lan, một Phật tử vô cùng dịu dàng với đầy đủ các đức hạnh của một người phụ nữ châu Á điển hình. Kế thừa những phẩm chất của cha mẹ, Thiền sư Dasira Narada đã có một trái tim nhiệt huyết, công bằng và một tâm hồn vô cùng cao thượng. Ông là con trai duy nhất và niềm hy vọng quý giá cho cả gia đình. Mặc dù cha ông muốn ông phát triển nghề nghiệp hiện tại trong các vấn đề xã hội hay kinh tế ở nước ngoài, thế nhưng Thiền sư Dasira Narada đã không từ bỏ ý định tìm kiếm sự giải thoát về tinh thần. Ông đã từng ghi danh vào nghiên cứu triết học phương Đông tại Đại học Nalanda, Ấn Độ. Trải qua vài năm miệt mài học tập nghiên cứu, ông đã nhận bằng tiến sĩ bậc ưu vào năm 1871. Đại học Nalanda là một trung tâm học tập bậc cao đã xuất hiện từ thời cổ đại ở bang Bihar, Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ 5. Đại học Nalanda có một bề dày truyền thống như là một tu viện Vihara trước khi trở thành một trường đại học Phật giáo quốc tế, đồng thời cũng là một trung tâm văn hóa thế giới có tiếng tăm, được nhiều người biết tới. Trong suốt thời gian theo học tại Đại học Nalanda, các kiến thức về triết lý Đông Phương đã giúp Thiền sư Dasira Narada hiểu sâu sắc về sự vô thường của cuộc sống. Cùng với lòng nhân từ, khát vọng cao quý của ông và những kiến thức cao siêu về triết học phương Đông mà ông đã tích lũy được trong thời gian học tập chính là động cơ để thúc đẩy ngài tiến sĩ trẻ tuổi đi tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình, cũng như đối với loài người. Khi cha của Thiền sư Dasira Narada qua đời vào năm 1888, chính phủ Sri Lanka đã mời ông về tham gia vào công việc của nhà nước, nơi quê hương yêu dấu mà cha mẹ mình đã dành trọn niềm yêu quý. Sự cống hiến của ông đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Sri Lanka. Từ những thành tựu trong học tập, nghiên cứu và làm việc của mình, Thiền sư Dasira Narada đã bảo đảm cho mình một tương lai tươi sáng trong chính phủ. Thế nhưng vào năm 1893, đột nhiên Thiền sư Dasira Narada từ chức khỏi vị trí công tác của mình, một vị trí lý tưởng mà nhiều người khác mong muốn cũng không thể đạt được dễ dàng. Ông đã mặc một bộ quần áo nâu đã bạc màu, mang một cây gậy gỗ, lặng lẽ bỏ lại đằng sau tất cả. Ông đã đi bộ trên khắp đất nước Ấn Độ để tự tìm kiếm cho mình con đường tu học. Thế rồi, ông đặt đôi chân trần của bản thân đến dãy núi Himalaya và bắt đầu thực hành con đường tâm linh của chính bản thân mình. Sau 18 năm tự tu luyện miệt mài trong hang núi, Thiền sư Dasira Narada đã đạt được sự giác ngộ chiếu sáng, tự khai mở được luân xa của mình và đã có thể tự hấp thụ năng lượng vũ trụ vào cơ thể của mình. Điều đặc biệt đó là Thiền sư cũng đã thành công trong việc phát hiện ra một phương pháp độc đáo để giúp khai mở luân xa cho người khác, mà không đòi hỏi họ phải đi qua một quá trình tu luyện lâu dài và khó khăn giống như bản thân ông đã trải qua. Thế rồi, Thiền sư Dasira Narada đã xuống núi, đi khắp mọi nơi trên thế giới để mang những kinh nghiệm có được sau 18 năm tu luyện nhằm giúp đỡ mọi người. Với nhận thức sâu sắc về những thử thách đã trải qua và ý thức hướng thiện về nhân loại, Thiền sư Dasira Narada đã giới thiệu tầm nhìn mới cho đời sống con người ở xã hội Ấn Độ hiện nay và tiếp tục phát triển hoàn thiện những kiến thức về rèn luyện sức khỏe cả tâm hồn lẫn tinh thần để giúp đỡ mọi người được nhiều hơn.
Vào năm 1916, Thiền sư Dasira Narada tìm thấy một người gốc Sri Lanka trên đất Ấn Độ, có tên thật là Sumanapala, khi đó đang ở tuổi 18, có đầy đủ những phẩm chất, tố chất và khả năng tuyệt vời để kế thừa và phát huy những kết quả mà ông đã nghiên cứu và tiếp tục giúp cho đời. Với sự tin tưởng tuyệt đối, ông đã chia sẻ tất cả các kiến thức cùng những kinh nghiệm của mình với người học trò tài ba đó và hy vọng người kế thừa sẽ tiếp tục giúp cho nhân loại bớt khổ đau. Sau 8 năm giảng giải, hướng dẫn cho người kế thừa, vào năm 1924, Thiền sư Dasira Narada truyền lại bí quyết và đưa người học trò của mình ra giúp đời. Còn bản thân ông thì lại tìm đến một nơi bí ẩn và từ đó không có ai bao giờ nhìn thấy ông thêm một lần nào nữa. Người đời sau tôn vinh Thiền sư Dasira Narada là tổ sư đời thứ nhất hay đệ nhất tổ sư của pháp môn trường sinh học. Và người ta đã chọn ngày 24 tháng 10 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm sinh nhật của đức tổ sư Dasira Narada. Người kế thừa trọng trách của Thiền sư Dasira Narada để lại có tên thật là Sumanapala. Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1898 tại Kottayana, ngoại ô thành phố Colombo, thủ đô Sri Lanka. Người này về sau đã trở thành tổ sư đời thứ hai hay đệ nhị tổ sư của môn trường sinh học. Sumanapala là một người theo đạo Kitô hữu gốc thế nhưng cũng có tài liệu nói rằng ông vốn xuất thân từ một gia đình Phật tử trí thức trung lưu. Lúc thiếu thời được gửi đi học trong trường St. Benedict College là một trường Thiên Chúa giáo thuộc dòng La San. Sau khi chấp nhận những gì mà Thiền sư Dasira Narada để lại, ông đã thực hành tâm linh theo Phật giáo dưới cái tên là Narada Mahathera, Đại lão Hòa thượng Narada. Ngài Narada Mahathera theo học Đại học Quốc gia Sri Lanka và cũng đã đạt tới học vị tiến sĩ triết học, về sau được bổ nhiệm làm giáo sư đạo đức học và triết học tại trường đại học này. Từ đó cho đến khi cuối đời, ông đã lặng lẽ thực hành và duy trì kỷ luật của pháp môn trường sinh học. Thiền sư Narada Mahathera đã có một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Trong những năm từ 1930 đến 1950, ông đi đến nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam để hoằng pháp. Ông đã đại diện Hội Phật giáo Ấn Độ đến thăm Hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị trùng tu một số di tích của Đức Phật tại Việt Nam. Ngoài ra, Thiền sư còn tặng cây Bồ đề và nhiều ấn phẩm văn học tinh thần, ảnh di tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Việt Nam. Năm 1972, tổ sư đời thứ hai, Ngài Narada Mahathera đến thăm Việt Nam lần cuối cùng và ông đã nhận hướng dẫn cho 5 người Việt Nam. Tài liệu ghi chép lại rằng có 4 người đàn ông và 1 phụ nữ để truyền lại bí quyết của môn phái trường sinh học. Năm 1974, Thiền sư Narada Mahathera đã trở lại Sri Lanka và không còn đến thăm Việt Nam thêm lần nào nữa. Ngày 9 tháng 10 dương lịch năm 1983, tổ sư đời thứ hai, Thiền sư Narada Mahathera viên tịch ở tuổi 85 tại Vajrayana Temple, nơi ông đã làm người đứng đầu trong suốt những năm cuối của cuộc đời. Tang lễ của ông được long trọng tổ chức như một tang lễ cấp nhà nước của chính phủ Sri Lanka và Giáo hội Phật giáo Sri Lanka.